Nói ra bác rằng tập sau là tôi sẽ thi hút thuốc lá trẻ con tầm 9 tuổi hút thuốc lá, và xin các bạn ngày chủ nhật tuần sau tôi sẽ kể, hôm nay tôi sẽ ăn một bài cô sư tử bắt đầu aku namasata ipin dongoli aku namasata ta không cần phải lo lắng, cứ chạy lên, cứ đi lên, cứ vượt xa là các bạn sẽ làm được. Như lúc chạy thì bạn mệt quá rồi chạy lên rồi nghĩ lại, bạn lấy sức trong 10 giây rồi bạn chạy nhanh như tia chớp. Nếu bạn mệt quá hãy xin một cốc nước và không mệt nữa rồi đi ăn trưa, và các bạn sẽ chạy lô đùa và trong buổi sáng tươi chúng ta sẽ chạy thi nhau. Chúng ta sẽ chạy thi nhau vào buổi chiều, vào buổi tối, vào buổi sáng để lấy sức khỏe. Nếu không khỏe và mình mệt quá nhưng cứ thi và để yên. Các bạn đã nghe bài hát của tôi, quay lại về anh bài hát, mời anh bài hát. Vâng, xin cảm ơn mình ý, xin mình ý đã hát bài hát rất tuyệt vời. Cảm ơn mình ý, hẹn gặp lại.